Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn trở lại với kênh Cali Sài Gòn và xin chúc cho tất cả quý vị một ngày thật vui vẻ, bình an, hạnh phúc bên gia đình. Và nếu thấy thông tin hữu ích nhớ nha, bấm cho mình cái like, nhớ đăng ký kênh cho Cali Sài Gòn. Thành thật cảm ơn tất cả quý vị thật nhiều. Vâng, kính thưa quý vị, cũng như thường ngày sau khi đi làm về tới nhà là chạy lên đây liền muốn giao lưu với đây tất cả quý vị. Vâng, kính thưa quý vị, thì công chuyện tới rồi ha, tới công chuyện rồi ha, quý vị thấy chưa? Mấy ngày hôm nay thì câu chuyện của Sương Mai như thế nào? Rồi bắt đầu từ từ họ phanh phui với nhau, họ tự vạch mặt với nhau. Và bây giờ chúng ta dần dần đã hiểu rõ được câu chuyện hậu cung như thế nào nữa rồi. Người ta nói mà giấy làm sao gói được lửa, phải không quý vị? Mặc dầu họ đã cố gắng làm đủ mọi cách để che giấu những cái bê bối, những cái nội bộ bẩn bựa bên trong, nhưng cuối cùng rồi cũng lòi ra thôi. Tại vì sự thật vẫn là sự thật. Và câu chuyện nó sẽ không dừng ở cái điểm này đâu, nó sẽ còn đi đến nữa. Và chúng ta cũng nghe những đoạn ghi âm từ người này người kia, Xuân Mai, rồi mẹ Trường Sang, dì ghẻ Trường Sang, rồi gần đây cậu Trường Sang lại lên đính chính trên một cái diễn đàn. Rồi chẳng những vậy, không biết cậu thật sự có phải là nạn nhân hay không, hay là cậu cũng vẫn nghe lời người ta xúi dục và đu bám theo cái trend này, cũng như lợi dụng cái show của Hồ Văn Cường vào ngày 6 tháng 8 để tổ chức một cái show đó nữa cùng ngày với cháu Hồ Văn Cường, mà họ đã từng viết rằng là không có ý cạnh tranh. Đâu có ai nói gì đâu, không quý vị. FC xin được chưa ai nói gì hết trơn á, mà tự lên trên YouTube rồi nói, viết cái status rồi nói dạ lại ông con ở chỗ này, rồi tự ngẫm nghĩ rằng giống như là một lời trần tình thú tội và ăn mài khán giả vậy, không biết vé có bán được không. Dĩ nhiên chắc chắn là vé bán không được rồi, đây nói lên để cho người ta tội nghiệp để mua vé, để cho có vài người đến cái show của Trường Sang. Quý vị cũng biết rằng nói thì chúng ta phải nói trắng ra là Trường Sang chưa gọi là ca sĩ có hạng trong showbiz gì hết trơn nha, còn thua xa những tất cả những người kia lắm. Không, nếu mà nói những người đoạt giải quán quân Boro gần đây thì chúng ta nhớ đến cái anh chàng gì Trung Trung á, mình không nhớ rõ. Đầu tiên Lê Quang Trung gì đấy, Trung Trung gì đó, xin lỗi quý vị nha. Rồi Tố Mi, mấy người đó. Rồi chẳng hạn như là hai chị em đó, những người đó chúng ta còn nhớ tên một chút xíu, không? Còn mà đối với lại Trường Sang này, không ai biết tới chứ không có fan. Cho nên mà cố tình bu bám theo mà cháu Hồ Văn Cường thì chỉ đẩy cậu xuống địa ngục mà thôi. Thứ nhất, làm cho người ta nhàm chán, làm cho người ta không có cái thiện cảm. Nếu mà nghe lời mà tổ chức bên kia, nghe lời mà má tèo gì đó tổ chức cái show này, tại vì người ta nghe 6 tháng 8 là của cháu Hồ Văn Cường, của danh ca Ngọc Sơn cũng tổ chức 6 tháng 8 nhằm đánh lận con đen. Nhiều khi khán giả người ta mập mờ, nhất là những người lớn tuổi, người ta không biết. Đánh lận con đen show này show kia để ăn chi vậy, chạy theo chi vậy. Phải nói thật sự, đây là điều bất lợi nhất cho Trường Sang, chứ không phải có lợi cho Trường Sang. Và trong cái thời điểm này, giữa cái ekip quản lý cũ đó, họ đang có cái những màn mà bẩn bựa nhất, họ làm những chuyện kêu bằng là bất chấp
để trù dập cháu Hồ Văn Cường, mà Trường Sang lại đi theo một cái ekip như vậy, thì tôi thấy rằng sự nghiệp cuộc đời ca hát của cậu này sắp sửa đã chấm dứt rồi đấy. Thật ra bây giờ cháu Hồ Văn Cường cũng không cần đi hát nhiều, không quý vị. Không phải là chúng ta nói rằng là cháu không cần show, không phải là như vậy. Nhưng mà bây giờ ngay cả danh ca Ngọc Sơn cũng nói cháu là phải dành thời gian cho tương lai của mình. Đó là việc học tập. Trình độ học vấn mới là chính. Ca hát là đam mê của cháu. Cho nên nếu mà có show thì hát cũng được, không có show thì cháu cố gắng học tập còn tiến bộ hơn. Đó. Ngày xưa có ai đó hay nói cháu rằng hát ngoài đảo, hát cho khỉ nghe, hát này kia nọ. Bây giờ người ta hát ở hòn đó, bây giờ không có đảo nữa, giờ hát hòn rồi. Phải không? Những YouTuber cõi trên bên kia, bây giờ cháu hát hòn chứ không hát đảo nữa. Mà hòn lớn rồi nha, chứ hòn nhỏ rồi nha. Thường thường hòn là nhỏ hơn đảo. Hòn này hòn lớn lắm à. Hòn này là hòn Ngọc Diễn Đông, nghe chưa? Dành cái lỗ tai lên mà nghe. Hòn Ngọc Diễn Đông á là đẹp nhất của Đông Nam Á một thời đó. Một giọng hát truyền cảm, một sứ giả cảm xúc, một tiếng hát Gò Công, cánh cò của Gò Công, tiếng hát Tiền Giang, nó đem lại cảm xúc cho biết bao nhiêu người. Mỗi người gọi cậu ấy bằng một cái danh từ riêng biệt thân thương mà họ tự muốn gọi. 13 tuổi đoạt giải Idol Kids, năm sau đoạt giải Mai Vàng, liên tục đoạt giải mấy giải khác nữa, được lãnh những cái giải mà toàn là giải quốc gia không à. Nhưng mà những người bên kia, những YouTuber cõi trên, hình như là họ đuối, họ mù, họ không thấy. Mà họ cũng vẫn lên trên mạng xã hội và trù dập cháu bằng những ngôn từ rất là mất thiện cảm. Và gán ghép cho cháu những cái tội như là tội bất hiếu, tội vô ơn, tội này, tội kia, tội nọ. Mà họ không chứng minh được bất cứ cái gì ngoài cái tội là họ vu khống người ta mà thôi. Rất hên cho họ là cháu Cường vẫn chọn cái im lặng để dĩ hòa di khí, để dĩ hòa di quý đó. Xin lỗi quý vị. Họ không biết rằng nếu mà cháu muốn nói thì cháu đã nói từ lâu rồi. Phải không quý vị? Và hơn nữa, gần đây thì cái fanpage của cháu mới vừa mở ra thì lại chúng đập. Mới vừa mở ra thì lại chúng đánh sập. Tại sao bị ổi tới mức độ đó vậy? Sợ cái gì? Chỉ có những con chuột chắc nó mới sợ ánh sáng bình minh. Nó mới sợ những câu chuyện. Nếu mà họ càng lấn lướt tới mà họ nghĩ rằng là fanpage thì giao lưu với khán giả, thì sẽ có một ngày nào những sự thật sẽ tất tần tật trần trụi hết. Và họ sẽ không còn chỗ đứng trong showbiz. Và hiện giờ họ cũng chẳng còn cái gì để chỗ đứng nữa. Ngay cả bây giờ họ tung cái chiêu ra để bảo vệ má tèo. Bắt đầu họ xoay quanh qua những cái chuyện tài sản, rồi những cái video clip hay những này kia nọ, họ nói rằng là má tèo không có gì hết, chỉ là một người làm công ăn lương mà thôi. Tại sao ngày xưa họ không nói tới vấn đề này? Tại sao bây giờ họ hay đề cập tới vấn đề tài sản, hay đã có nội bộ của họ đã có những sự rạn nứt rồi? Mấy đứa em của người đã khuất bắt đầu họ đã không nhẫn nhịn được nữa. Họ đã thấy những gì của chị người ta thì phải để lại cho người ta hoặc cháu người ta, chứ không phải để cho một người dân. Không nghe quý vị, một người dân mà nam không ra nam, nữ không ra nữ,
vào đó để cướp đoạt gia sản của chị người ta. Rồi có một kiều robot lại nói rằng tài sản đó là để nuôi mấy đứa cháu, mấy đứa em, mấy đứa con nuôi. Chứ nếu bây giờ mà Wendy trở về mà đòi lấy tất cả tài sản đó thì là một đứa con bất hiếu. Tài sản của gia đình của người ta tại sao gọi là bất hiếu? Con của người ta thừa nhận và thừa hưởng những cái đó thì tại sao kiểu robot lại nói rằng là bất hiếu, số tiền nó phải để lại đó cho những người kia hoạt động. Cái này không biết là họ được trả tiền để nói những cái kịch bản đó không quý vị, hay là tự một mình người nào đó đứng ra nói. Tôi nghĩ rằng một cái YouTuber nào đứng ra nói cũng không bao giờ biết được cái bên trong sự thật như thế nào. Phải có ai chỉ dẫn, phải có hướng dẫn viên để dẫn dắt dư luận và dẫn dắt luôn cả những người trong cuộc để họ hiểu rằng tài sản đó chính bây giờ là của má tạo tèo chứ không phải của ai nữa hết. Nhưng mà không biết còn được bao nhiêu hay là có còn gì hay không nữa. Vì phong phanh đâu đó cũng có người đề đốm chỉ số rồi cũng dữ lắm. Nhiều khi một ngày mấy triệu, nhiều khi một ngày mấy chục triệu. Thì tất cả quý vị cũng biết rằng cái gì cái chứ cái mà rớ vô những cái trò đỏ đen đó thì tiền bạc nó đi lẹ lắm, phải không quý vị ha? Và chúng ta cũng đã nghe rằng chính họ là những người lên chửi cố ca sĩ bằng những giọng điệu trù ẻo, bằng những giọng điệu có thể nói là vô văn hóa và dùng những cái từ ngữ cái bằng là không còn thể để nói gì hết. Và tất cả những từ ngữ đó họ nói rằng là FC của Hồ Văn Cường làm, hoặc là những người trong gia đình của Hồ Văn Cường làm. Đúng là mưu mô trước quỷ thiệt. Cái gì họ cũng làm được hết. Cũng may là ông trời thương người, người hiền thì gặp lành, không các quý vị ha. Nay cháu Hồ Văn Cường đã được bầu Thụy, rồi danh ca Ngọc Sơn dành trọn hết tình cảm cho cháu và những khán giả ở trong nước từ Nam chí Bắc, và khán giả ở ngoài nước luôn luôn dõi theo bước chân của cháu và ủng hộ cháu vô điều kiện. Giá vé ở show tháng 8 này, những ca sĩ phía bên kia đó, họ nhìn cái giá vé, họ thèm thuồng lắm. Giống như mà mình coi TikTok, mình nghe câu, nghe mấy người đã, mấy đứa cháu nó hay nói cái gì mà khoái chí, chảy nước miếng á. Phải quý vị? Vâng, và ở trong đây thì hôm qua mình coi cái diện tích cái trong đó thì họ có thể thay đổi. Thí dụ mà làm sự kiện, tùy theo sự kiện có thể lên tới 400 người, nhưng với cái diện tích mà ngồi sắp ghế ngồi coi đó, nó không phải như phòng trà không tên vừa rồi mà nó sẽ sắp ghế để ngồi trực diện với lại sân khấu, như là mình đi coi ca nhạc với lại phim ảnh nha quý vị. Thì được 300 mấy chục vé. 300 mấy chục vé mà đối với lại FC Sinh Đột Chuối và khán giả yêu mến thì tôi nghĩ rằng trái vé trong tích tắc mà thôi, không quý vị ha. Trong chừng vài ngày là hết vé liền hả. Cho nên nếu quý vị nào muốn đi xem thì hãy đặt vé nhanh tay nha. Và muốn có bớt chút đỉnh nữa thì gọi cho những người mà giống như Khôi hay Ngọc Lệ hay Chiêu gì đó, mấy người mà hay mà giúp đỡ cháu, ủng hộ cháu bất cứ sự kiện nào đó. Mà tôi nghĩ FC Sinh Đoạt Chuối trên mọi miền đất nước khi đã đi coi rồi thì bớt chút đỉnh cũng vui.
nhưng mà cũng không cần bớt đâu. Tình thương của quý vị đã dành cho cháu Hồ Văn Cường quá là bao la, có như biển rộng sông dài. Hơn nữa chúng ta tới đó rồi, quý vị cũng những YouTuber đó cũng được quay hình ảnh nè, rõ nét nè, rồi về upload lên lại thì chúng ta cũng kiếm tiền trên YouTube lại được nữa đó. Cho nên tôi nghĩ rằng cho họ không ngần ngại gì đâu, chỉ sợ là không có vé mà thôi, là không có cái vé ngon, không có những vé gần để xem được cho nó mãn nhãn mình mà thôi. Chứ tôi nghĩ rằng tiền bạc đối với FC Xanh Độc Chúa, tuy rằng họ không giàu nhưng mà đối với họ thì họ không có bủn xỉn gì vấn đề mà giá vé gì nha. Rồi họ cũng còn có một cái quỹ nữa để cho những người ở xa tới FC ở miền Bắc, miền Trung tới. Tiền tí rằng nó không là gì nhưng nó cũng tạo cho chúng ta một cái điều kiện nó dễ dàng làm chuyện này chuyện kia, phải quý vị ha. Hy vọng rằng FC Xanh Độc Chuối miền Trung có, miền Bắc cũng có, để mai mốt cháu mà có ra ngoài miền Bắc trình diễn thì ở ngoài đó cũng có tạo điều kiện cho FC Xanh Độc Chuối miền Nam tới ngoài đó đưa rước, hoặc là có những làm có một cái quỹ để cho nó hữu ích, không có gì ha, để chúng ta dễ làm việc hơn. Bây giờ chúng ta tường thuật lại một cái tờ báo mới đăng đây, cũng đã cách một ngày rồi, và họ nói rằng sau khi mà ca nhạc sĩ Sơn Hạ thông báo là Hồ Văn Cường tham gia cái live show ở nhà hát Emblex ở Sài Gòn vào ngày 6 tây tháng 8 năm 2022 sắp tới, với chủ đề nhạc là Tình Quê Hương. Được biết ngoài bộ tư này, bộ tư đó, Sơn Hạ này, Ngọc Sơn này, Hồ Văn Cường, bé Ngọc Thảo, live show này còn quy tụ rất nhiều ca sĩ tên tuổi như là ca sĩ Thanh Thảo và Hồ Phương Liên. Thông tin vừa mới đăng thì các fan của nam ca sĩ Hồ Văn Cường đã rất phấn khích và sốt sắng rủ nhau cùng đi show thần tượng của mình. Hiện tại có lẽ vấn đề được quan tâm nhất là giá vé của live show lần này. Theo tình hình vừa cập nhật thì giá vé trong show nhạc Tình Quê Hương cũng được chú Khôi Nguyễn công khai như sau. Giá vé show 6 tháng 8 luxury á quý vị, luxury là hạng tốt tốt á, khá đó, là 1.6 triệu, VIP là 1.3 triệu và vé thường là 1.000.000. Thật ra giá vé ở bên bên Việt Nam á quý vị, nó cũng tương đương với bên Mỹ đó quý vị, chứ không có rẻ hơn đâu. Ở bên Mỹ này mắc hơn chút xíu thôi à. Vâng, thì bây giờ đó là về cái bản tường trình sơ sơ nói về show diễn của cháu. Rất mừng cho cháu là có những cái show diễn bầu show mời liên tục. Thật ra chắc có lẽ vì cháu không có muốn, thầy Ngọc Sơn không muốn cháu bỏ nhiều thời gian quá vào việc ca hát này kia nọ để cháu phải học tập trước cả, tại vì cháu còn vẫn trẻ quá, không có gì ha. Con đường đời nó còn dài lắm. Mình thấy có vài ba cái comment trong đây cũng hay, mình muốn chia sẻ đến tất cả quý vị. Đó là một trong những phần mà thường Kali lên đây là chia sẻ đến các bạn. Chị Hai ở Hà Nội, sau chuyến lưu diễn các con Phi Phi, chúng ta sẽ có phim hay để xem, con trai Hồ Văn Cường sẽ được nhắc nhiều để dẫn dắt dư luận chuyển hướng. Con trai im lặng là rất tốt. Hồ Văn Cường là bé nhưng hiểu chuyện, muốn giúp em nuôi nên em im lặng cho ekip dùng hình ảnh của em kinh doanh, lấy tiền thu hàng tháng nuôi các con của Phi Phi.
khi chưa rõ ràng về các em. Rồi các con Phi Phi, Diễm Diễm lấy gì mà sống? À, không ai dám để cho Diễm Diễm làm quản lý. Đó là lời của chị Hai Hà Nội. Vâng, thì thưa chị, trong showbiz và ca sĩ không ai mà làm việc với Diễm Diễm nữa đâu. Tôi dám chắc bảo đảm luôn á. Tại vì họ đã thấy sự bào mòn của một ca sĩ trẻ thời cỡ ở chung. Ca đến tắt tiếng luôn. Không có thì giống như mình đã có nói là lấy dây nịch ra. Cho nên bây giờ Diễm Diễm chỉ sống vào cái những hình ảnh fanpage YouTube của Hồ Văn Cường. Họ thì không biết cái chữ nhờ u nhu nặng nhụ cờ gì đó ha, họ không biết mấy chữ đó đâu. Nhưng mà gặp một người mà người ta có lòng tự trọng, không ai giữ lại những cái Facebook và fanpage của chính cái tên người Hồ Văn Cường đâu. Họ không có chí khí, họ còn sống nhờ và bám nhờ vào cái tên của cháu Hồ Văn Cường mà, phải không quý vị? Cái fanpage đó, tại cháu không muốn làm lớn chuyện thôi. Nếu mà cháu có luật sư thì kiện tụng với nhau. Cháu đã nhường nhịn rất nhiều lần đúng rồi. Nhưng họ thấy cháu nhường nhịn và họ cứ lấn tới. Cháu nhường nhịn thì họ cứ lấn tới. Là cứ bằng cách là đánh sập mấy cái fanpage của cháu mới mở ra. Nhưng sẽ có một ngày, sẽ có một ngày nghe quý vị nha. Chúng ta cứ chờ đợi đi. Liz Dương, Liz là giống như là Elizabeth đó quý vị. Cái này là một người chị phụ nữ. Mình là người ngoài làm sao biết được người trong cuộc? Vì đã gọi là ba tèo rồi thì mọi người biết rồi đó. Biết đâu người này đã làm hôn thú, bởi vậy nó mới ở trong nhà đó luôn. Chứ nếu nó là người bình thường thì con gái của nó và đàn em của Phi Phi đã thanh toán nó từ lâu lắm rồi. Về mà đòi lại nó đưa giấy hôn thú ra với lại Phi Phi thì chỉ có nước là đội quần. Cũng chưa chắc. Tại vì nếu mà tài sản đó trước đó đã gây dựng rồi mà hôn thú thì sao? Giống như cái luật của Mỹ vậy thì cũng không thể chia. Tại vì tài sản đó là những tài sản người ta đã có trước khi mà đám cưới. Trừ khi nào mà Phi Phi để tất cả lại tài sản cho Diễm Diễm mà thôi. Hay là họ đã dùng mánh khóe gì đó để cho người quá cố ký tên và người này quản lý hết tất cả. Nam Trần, việc hát trong hay ngoài nước không có quan trọng. Quan trọng là hát hay được công chúng đón nhận. Cường đi hát ở nước ngoài nhiều rồi, Trung tâm Thúy Nga và cả gia đình Phi Nhung, Phú Quý, Quỳnh Trang, Tuyết Nhung đi cùng, nhưng cũng chỉ có một giọng ca độc đáo nhất được song ca cùng Phi Nhung là Hồ Văn Cường qua cái bài hát Mẹ Cụ Long gì đó quý vị. Phần trình diễn quá xuất sắc, ấn tượng, ngưỡng mộ không thể nào quên của hai người. Cường bây giờ ưu tiên cho việc học, 3 năm nữa là thỏa sức đam mê của mình. Quỳnh Trang, chị gái nuôi của Cường, theo dõi thấy được. Bé hay sợ hát trước đám đông nên mẹ đẻ và bé chọn vào trường đại học sân khấu điện ảnh là nền tảng cho bé tự tin biểu diễn. Hiện giờ thấy bé tràn đầy năng lượng với nhiều bài hát hay, tiến bộ rất nhiều. Có nghĩa là bạn này nói về Quỳnh Trang hả? Còn Tuyết Nhung, bé này hát không hay, không tốt. Thì thi thoảng có bài nghe được. Bé này khẩu hình giọng hát có phần hạn chế, cần phải tập luyện nhiều hơn. Vâng, đây cũng là chỉ là những cái lời mà góp ý xây dựng thôi, chứ không có môi soi mối gì mấy cháu hết. Chị Vân Phan ở Long Xuyên, hiện giờ sức chứa 400-500 người, không đủ cho người hâm mộ của Cường tham dự đâu Kali ơi. Cái tên Hồ Văn Cường rất hot,
rất đỉnh. Các phòng trà muốn làm ăn được thì săn đón Hồ Văn Cường và bác Ba thôi. Ekip bên kia nếu thừa tiền bù lỗ thì hãy bắt chước tổ chức show ở đây đi. Vâng, họ bây giờ cái họ điên dại lên rồi, họ tổ chức tùm lum hết nhân á. Họ không màng cái gì nữa giờ. Có bao nhiêu tiền họ dốc hết để tổ chức show này, đánh bóng con này, con gà này, con gà kia. Nhưng mà đâu có con gà nào nên hình nên đổi gì đâu. Tụi nó sợ Cường có fanpage thì sẽ tố cáo việc làm của nó. Khỏi sợ, tụi nó sẽ tố cáo nhau vì chi chác không đều, tiền bạc thì hết rồi. Hai căn nhà chắc cũng đang cắm cố trong ngân hàng. Càng ngày càng thấy tụi nó quá bẩn thỉu, thương Cường quá. Tuy nhiên, đời có vai có trả, nghiệp quật đến tụi nó bây giờ bắt đầu sâu xé nhau. Kịch hay còn dài dài cả ly ơi. Vâng, chúng ta cũng thấy rằng mà kịch hay của bên kia họ bắt đầu thôi, mới bắt đầu thôi quý vị ơi. Và hỏng hớt drama ha, rồi Thủy Lê ha, rồi Hồng Bí Ngô gì mấy cúng nhà, rồi Kiều Tấm Tám bắt đầu lên chửi thèm, bắt đầu lên bào chửi cho họ, nói Trường Sa cái này cái kia cũng đã minh chứng rồi, không có gì đâu quý vị an tâm. Cái màn kịch hay còn ngoài sau này nữa phải không quý vị ha. Vâng, cảm ơn tất cả quý vị đã cùng với mình chia sẻ về cái show sắp tới của cháu Hồ Văn Cường và những màn kịch hay chúng ta sắp sửa xem. Xin kính chào tất cả quý vị và xin chúc cho đại gia đình FC Xanh Đọt Chuối cùng khán giả ở khắp mọi miền đất nước và hải ngoại một ngày thật vui vẻ và nhiều sức khỏe.